nhớ xứ sứ Bến Cát, giới sứ Bến Cát hành hương năm thánh tại nhà thờ Bốn. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2018, đoàn hành hương giới sứ Bến Cát đã có mặt tại nhà thờ Bốn để bắt đầu buổi hành hương. Đến 8 giờ 30, thánh lễ do cha Anton Padova Phạm Văn Sáng cử hành cùng với bà con giáo dân giáo sứ Bến Cát tham dự. Với nội dung bài tin mừng theo thánh Marco, cho thấy Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bại liệt. Qua đó, mọi người hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng, những thân nhân, ân nhân, những người đau yếu hay vì hoàn cảnh không đi hành hương được trong tâm tình yêu mến và cậy trông. Dẫu biết rằng, đời sống vẫn luôn có đó biết bao cám dỗ, nhưng mọi người cần tỉnh táo, siêng năng cầu nguyện để luôn nhận ra ý Chúa và can đảm làm theo. Con đường theo Chúa không dễ đi, hãy vác thánh giá hàng ngày mà theo Chúa mọi người hiệp lệ xúc sắng và đón nhận phép lành toàn xá cuối lễ sau đó cùng hôn xương thánh trong sự tôn kính sau thánh lễ mọi người chụp hình lưu niệm và ra về trong niềm tin yêu